Lô quý thì là mình đang quý mà mình gặp được cái xác thì cũng là thân tứ đại, cái gì đâu gọi quý. Quý là còn cái xác với cái thân này mới gọi là quý. Còn bây giờ còn cái linh hồn là nó quý, nó còn quý còn cái xác thôi. Có hay có không có cái đó cũng không gọi là quý. À, có nghĩa là mất hay là đã mất cái xác rồi. Mất bây giờ càng kiếm mà không có thì thôi, cũng có tặng nhân lực mà không có thôi. Không có gì quý. Bây giờ tôi cái người đáng quý tôi kiếm gì tôi chôn đặng cho nó vui lòng dòng ngõ tổ tiên là rồi bổn phận của mình. Mà giờ kiếm hoài không có tặng nhân lực mới chi thiên mạng thì bây giờ khỏi có nói đi nữa. Giờ để lo cái việc cái dân chúng là khổ nè, lo tu nè. Cái đó là cập dịch tới làm gì? Cập dịch nó là nó đắc quả không hay là dịch gì mà đi làm cái đó đằng mình nó chỉ đường mình. Nếu chưa tới lạng lạc thì cái đó được. Đằng nó chỉ đường mình đi được. Còn lạng lạc rồi thì đang lúc này cầu gì? Thiện tính tới đây chớ ngã lòng, xác trần mê mệt nổi lông đông, cậu cô chú bác đừng coi bói theo lối bạc đà dị đàn tốn bạc đồng lối bạc dị đàn. Đạo pháp và có đi trên này thường. Rồi hôm nay muốn đi nữa mình lo chắn như mọi người, thì tiền tài kém cho nên ở nhà tu và nói giờ thôi ở nhà ở đâu cũng Phật cũng trời tâm thành chí nguyện xem đời khó chi thì như vậy có lẽ một số hay nghĩ còn một số á chúng ta không đến tu nữa là đến hoàn hảo để lo tích cực như mụ lầm là vì người ta bị giải đãi hay là người ta bị hoàn cảnh sau đó thì nó phải ích lợi. Còn cái mà phần mà được nhiều đây là do những người thật sự là quá kiên trì. Cái này cái kiên trì trong gai được, còn không kiên trì là được. Thì những người mà không đến đó là những người đó không có kiên trì lắm. Cho nên họ cũng hơi giải đãi. Thì như vậy là báo cáo nó có nhiều mặt. Thì thôi cái việc đời thì không thể tả hết được. Nhưng mà hiểu tôi như vậy chút thôi. Còn những anh em mà sốt trắng là vì anh em đã nhận được. Mà anh em ở xa thì anh em sốt trắng tự nhiên rồi. Mà bây giờ ở đây, ở đất địa này mà bây giờ thấy chỗ ít quá lợt lạc là cái chỗ như là như gì như bắn lùn là việc tu quá tánh bắn lùn như tôm. Niệm Phật được lúc đầu hôm là lúc nào là cái việc đó vậy là quý vị cũng biết thông cảm cho họ. Mình cũng thương hại cho những người mà đi ngược với đạo pháp, còn những người đi đúng với đạo pháp thì họ không phải giải đãi nhưng mà họ cũng vì hoàn cảnh kinh tế thì thôi mình thông cảm cho hai mặt hết như vậy là tốt. Bị người đạo là phải thông cảm cho mặt trái và mặt phải cũng thông cảm hết. Rồi tôi có bao nhiêu lời trả lời với quý mà cháu quý em ở trên mạng như vậy rồi hết. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thì kính thưa ông hai, trong giáo lý thầy có cho biết là những cái bài ngày Tết cũng như thầy nói là tháng lụng ngày qua năm đã tàn, trẻ già nô nức đón xuân sang, hay có chỗ thầy nói là ước mơ xuân mới bằng xuân cũ, thanh bạch tâm hồn chứ dẫn dơ. Mà tại sao cái xuân mới mà thầy lại muốn cho nó giống cái xuân cũ là như thế nào vậy ông hai? Dạ nam mô A Di Đà Phật. Cái đầu nãy là để giải đáp cái câu đầu. Câu đầu là xuân mới. Ước sao xuân mới bằng xuân cũ đi không hai? Dạ. Ước sao xuân mới bằng xuân cũ là thầy cũng nói chung là nói nó hơi xa gần. Cho nên thầy mới nói ước mơ xuân mới bằng xuân cũ. Là vì cái xuân cũ nó qua rồi thì nó được 100 người. Rồi cái xuân mới này đó, nó cũng mới là mới cái năm mới đây chứ nó đã cũ của cái năm vừa qua. Thì thầy nước mơ xuân mới bằng xuân cũ thì dân chúng một ngày là hiểu đạo nhiều và thấy cái thời khổ sở, rồi cái việc ăn việc làm nó bị gò bó, rồi ra cái việc xài phung phí nó không có được đầy, ăn chơi cũng ít đi, mà cái người làm đạo thì cũng tiết kiệm. Thì vì lý do đó mà nó phải thưa thớt ít chứ không có lý do gì, theo tôi hiểu là vậy đó. Rồi bị gì năm nay yên tĩnh thì không có gì rồi, qua rồi cái qua năm tới cái nó khác nữa, thời kỳ cũng như năm ngoái là dần rồi tới lại là mẹo, mà năm cũ đây là còn nhâm dần thì cũng tốt, rồi tới đây là quý mẹo mà sắp quý mẹo rồi, mà đang ta thường nói nhâm với quý là tốt lắm, hai năm đó tốt, nhưng mà thật sự hai năm nó tốt thiệt.
hồi lúc bị, còn bây giờ nó lần lần tới thì hai cái này nó không có nói gọi tốt được. Nó hao mòn tốt của thế gian, nó trái đất xây thì từ từ cái tốt nó cũng trở thành cái xấu, cũng bị hoại hết. Cho nên lý do vậy mà nhiều người trí thức ta suy nghĩ phải, bởi vì người ta biết lo tu là người ta nói điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chân dọn cho thấy quá. Vì họ họ đi dự hội này hội kia nhiều là họ tin tưởng Phật, nhưng mà lúc đó tiền bạc làm thì nó dễ vô dễ ra thì làm được, bây giờ nó hơi khó, thấy cái thời eo hẹp cho nên họ phải kỹ lại chút, dừng bước một tí rồi ra đây mình thấy cái dừng nó lạ với cái hiểu biết của mình, chứ thật sự không có gì lạ, cũng nằm trong phạm vi Phật pháp rồi hết. Dạ dạ thì kính thưa ông hai, thì con thường nghe ông diễn là ông nói là trong một giáp ăn cần chi tính muốn làm hiền gắn nhẫn đường thang, thì một giáp này là quả quyết trong một giáp này hả ông hai, thì cũng xin phân bua giùm cho bà con biết hai. Tôi bây giờ nói mà trắng như như ban ngày tôi không dám nói, nhưng mà tôi có nói lần đầu tiên là có nói trắng rồi, nhưng bây giờ xin hỏi câu này tôi cũng xin nói trắng. Nói trắng là cái muốn làm mẹ sao nói lại trong một giáp, là tôi xin kể một giáp là trong cái chu kỳ của tạo hóa mà sắp bài từ chỗ với kim á, thì một giáp nó là 10-12 năm, tí sửu dần nhạo thiền thị ngôn mùi thân dầu tức hợi là một giáp là giáp nhỏ, còn cái 6 cái giáp 60 năm nó trở thành cái giáp lớn là 60 năm là cái giáp lớn, là trong một giáp ân cần suy tính là suy tính của cái giáp gọi là can của chi 10-12 năm là 60 năm nó mới đúng một giáp lớn, cũng như bây giờ đúng giáp lớn là kỷ mão, thì bây giờ tới kỷ mão nó đúng rồi đó, là 60 năm đó đúng giáp lớn, còn giáp nhỏ đó thì phải giáp, nếu nói lớn thì phải có nhỏ, nó cái nó đối diện, thì cái nhỏ là nó có 12, cho nên thầy nói trong một giáp ăn cần chi tính là chi tính giáp 12 là giáp nhỏ, mà giáp 60 năm là giáp lớn nó, thì trong 60 năm nó có can với chi nó hiệp nhau một nơi, rồi 60 năm nó can với chi hiệp một nơi là cũng y, có cái thí dụ như kỷ dậu thì là 60 năm có cái kỷ dậu nữa nó, rồi nói kỷ dậu tới nữa nhau thì cũng 60 năm có kỷ dậu nữa. Thì giờ tôi xin nói rõ cho quý vị, Đức Phật Thầy Giang ra đời gọi là Bửu Sơn Kỳ Hương á, là đến năm nay là 178-183 năm rồi, kể chung từ cái định kỳ của Phật Thầy và cái định kỳ của Phật Giáo Hòa Hảo. Chính tôi đã định kỳ là gì, tại sao ông dựa đâu mà ông nói cái định kỳ, bị gì Đức Phật Thầy Thế An là Bửu Sơn Kỳ Hương đã ra đời năm 49 mà đưa giao lại cho Đức Quỳnh Giáo Chủ là ở Hòa Hảo là cũng Phật Thầy Thế An. Bị bữa xưa giảng kệ một nan, bởi vì ta mắc rời thàng cảnh xa, ngày nay ta cũng nôm na cẩm trong thế giới hằng hà lị đời, cũng nói chủ lị đời này là cái gì, là cái ngày đại hội luôn qua tới. Cho nên kể từ 90 năm của Phật Thầy Thế An qua rồi thì Đức Quỳnh Giáo Chủ ra đời 1939, tức là hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta, tạm dắt nhân sanh khỏi hà là, được thay thế là Đức Quỳnh Giáo Chủ ở Hòa Hảo. Thì từ năm 39 phải cộng chung lên 90 năm nữa là hết cái thời gian là định kỳ của Phật Trời đã đi hoằng pháp lợi sanh. Thì tôi xin đưa câu này anh em mới thấy cái chỗ định kỳ. Ông ba có nói là Bửu Sơn Nghị Hương, ông ba nói chốn dương gian âm phủ mấy miền, thì anh em biết rồi, mà đồng nhất lý mà phải si tiền nghiệm hậu. Si tiền là lấy cái gì si? Nếu mình muốn học cái đề tài đó phải lấy cái nguyên văn của đề tài đó nói ra là của ai, của thầy, để mình si nghiệm. Si tiền là chỗ nào, rồi nghiệm hậu chỗ nào. Bây giờ si tiền tức là si qua lời lẽ của Bửu Sơn Kỳ Hương, mà nghiệm hậu và phải nghiệm qua lời lẽ rốt ráo của Đức Quỳnh Giáo Chủ, phải biết si tiền nghiệm hậu. Nhưng mà câu này thấy Bửu Sơn Kỳ Hương giấu, nói là khó xét nổi nhị niên kỷ dậu. Không ai biết nhị niên kỷ dậu là cái gì, chứ ám chỉ ngay cái chỗ thay đổi đời mới,
thay đổi trên vũ trụ hoàn cầu này là từ từ thấp trở lên quá quá cao, cho nên khó chúng sanh khó mà giới nổi, khó mà đạt được. Cho nên suy tiền nghiệm hậu. Rồi ông mới nhắc luôn, hôm nay khó xét nổi nhị niên kỷ dậu. Là nhị niên kỷ dậu là cái gì anh em biết không? Nhị niên kỷ dậu là nhị niên trước á, 1849. Mà nhị kia nhị niên sau á, tức là 180 năm là một là 2029. Đó là nhị niên cũng là kỷ dậu nữa. Khó hiểu biết nhị niên kỷ dậu là hai cái kỷ dậu. Bị gì khó xét nổi nhị niên kỷ dậu là hai năm kỷ dậu, cái gì kỳ vậy? Cho nên chỗ này ông ba có nói một câu nè. Ông nói gió vào, gió vào kẻ khóc người la. Là cái gì mà kẻ khóc người la anh em biết rồi. Phải bệnh dịch không? Yeah, đúng. Hay là chiến tranh không? Đó, rồi, gió vào kẻ khóc người la. Là tiểu khê kỷ dậu. Mà đại giang nó tới rồi. Tiểu khê là tức là cái tiền là Phật thầy, mà cái tiểu là Đức Quỳnh giáo chủ, cũng là kỷ dậu. Tiểu khê kỷ dậu thì đại giang tới rồi, cho nên dựa câu đó tôi mới dám khẳng định là 29. Chứ không có gì lạ. Nếu anh em nào muốn bắt bẻ tôi phải dựa trên văn tự để hỏi tôi nói trên văn tự, còn ngoài ra thì tôi không biết. Vậy là xin giải đáp cái câu đó cho quý vị vậy nghe, có đồng ý không? Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thì chúng cháu cũng xin cảm ơn chú Hai vừa qua đã chia sẻ cho bà con cùng biết. Thì kính hỏi chú Hai là cái cơ cuộc cũng như là cái thời gian mà dạy đạo của thầy đó chú Hai, thì diễn ra là bao nhiêu năm hả chú Hai? Dạ, mới hơi kết thúc một cái kết thúc thì mới thầy mới ra đời ra, ai dám nói thiên cơ. Tôi cũng muốn tìm cái thiên cơ là lý do tại sao thầy nói cuối thân dậu y ni thượng cổ. Không lẽ mà mới đặt cái cây rẫy xuống rồi nhảy được ăn liền. Thành ra tôi tức câu đó, sao mà thầy nói được ăn liền. Thì tôi mới tìm hoài mà tìm không nổi. Nhưng mà đến cái thời gian là cách đây là 4-5 năm là tôi mới nghe được Thái Bưu Sơn Kỳ Hương nói, mà tôi nằm nhà thương Long Xuyên á. Rồi về tôi mới nghiên cứu ra, rồi nó cũng trùng bộ với những người cùng đồng một quan niệm với tôi. Mà ta nói có bài có dở với người ta nói khéo léo lắm, còn tôi thì vụng về lắm. Cho nên tôi mới nói với mấy ông, chứ còn người ta có bản có đồ hết trơn, còn tôi nói không có căn bản. Tôi nói không có lên bản lên gì hết trơn, tôi nói miệng không. Thành ra có chỗ tôi nói trùng lại, có chỗ tôi nói hơi dời qua đổi lại chút đỉnh. Chứ là mình, nhưng mà không có ngoài cái đề là tận diệt nhân gian trực tiên khoa. Phải tới. Mà đây cái đó bao nhiêu? Thầy 83 năm. Còn Phật thầy thì 9 nữa, thầy Phật thầy thì 90 năm thì đã qua rồi, còn Phật, Đức Quỳnh giáo chủ ở Hòa Hảo thì là 83 rồi, thì tới đó anh em còn mấy năm nữa anh em đội. Bởi vì thầy mới có nói câu này nè, ở trong tỏ câu huyền bí. Cái thầy có nói là canh niên diễn lữ tối thi thần kê thủ nhất tràng là cái gì? Phải ám chỉ ngay năm gà không? Kê thủ nhất tràng dạng địch nhân, một mình thầy mà chống cả muôn ngàn người. Nó rồi nam thức quân thần mới cuồng lão sĩ. Là ai? Nam thức chỉ ở nước Việt Nam là có Phật tại thế mới làm được cái vai trò này. Mà thầy cho biết nước Việt Nam nhằm cõi trung ương sao có Phật tiên tại thế, giờ có Phật tiên rồi. Nó rồi bây giờ là nam thức quân thần cuồng lão sĩ. Có phải là Đức Quỳnh giáo chủ không? Theo anh em nhận. Rồi Châu Nhi là ai làm mà Châu Nhi phục thủy được cái bài này? Chính cũng thầy làm luôn. Đi thầy được lĩnh rồi. Thiên cơ được lĩnh nên ta nói. Thành ra thầy nói tôi nói chứ không có lại vậy đâu. Thầy nói thiên cơ, tôi nói thiên cơ. Mà thầy mới ra đời, thầy nói, tôi nói là tôi lỗi. Đó. Bây giờ cận quá thôi, tôi cũng vì tình thương với nhau. Mà tôi mới nói lên, rồi anh em có tin không minh, thì anh em cứ việc chà đạp tôi, hay nói nặng tôi gì, tôi cũng cảm ơn. Chứ không có buồn, buồn cái gì? Mình nói đi, thầy mà người ta buồn mình, cứ nhẩm gì mình, vì việc cảm ơn người ta nữa. Mà nhớ người ta tu được hả? Còn ta chê, người ta không tu thì cũng tùy người ta. Rồi, không có gì nữa. Xin hết mà có bao nhiêu lời hiểu biết thì giải vậy đó. Dạ, vậy là con theo con biết là cái quá trình giai đại của thầy là 100 năm hay sao chú Hai? Không, có 90. 90 năm hả? 90 năm, mà Phật thầy cũng là 90. Dạ. 29 trở lại có 90 năm. Bởi vì cho nên ông Trạng có nói câu này chú không nghe sao? Ông Trạng nói canh niên tàn phá là cái gì? Có phải là canh tí rồi không? Mà tức khởi phục sinh chứ có phải là năm canh tức, tức là qua năm mẹ này, qua năm dậu này, qua năm kỷ dậu rồi ta phải năm canh không? Kỷ rồi tới canh. Qua năm kỷ dậu Phật trời định thân. Mà qua năm kỷ dậu là
là Phật trời Niên Văn là cái gì đó. Thì lập hội rồi gửi đến thần dậu cơ trời thấy lộ hết tàu binh quy cổ diệt kim rồi còn gì nữa mà Phật lại không Niên Văn. Bởi giờ một trai mới táo quốc an bang nước nhà vững đạt mà hớn đàn hiển dinh thì thầy lo lập cái lợi cái nhà hớn để mà tạo dựng cái người hiền đức đó. Chứ không có gì lạ trơn. Chứ bây giờ ngày thượng ơn trung ơn rồi đến hào ơn cái người tàn ác quá nhiều đi cũng gì lúa mà xạ nha nhiều năm quá thì nó lộn xộn cỏ cây, nó phải đủ thứ trong phải có thứ trừ. Thì tôi biết như tôi nói gì thì mong quý vị đồng đạo bốn phương, tôi không phải xưng tài nhưng mà tại vì có người dẫn tôi mới nói chứ không phải tôi tự động mà tôi nói, là tôi nói là để tôi chia sớt với anh em cái sự hiểu biết của tôi mà chia sẻ với anh em chứ không chúng, có gì. Cảm ơn ông hai thì cho chúng em chúng cháu được hỏi. Thì thời gian gần đây thì hiện giờ đó là ở ngoài Trung Quốc đó là dịch bệnh nó đang tràn lan khắp nơi, cũng giống như chiến vừa rồi, nó cũng giống như rất là nặng. Rồi người dân thì đã nhốt người dân lại hết, người dân đã biểu tình đã ra ngoài đặng để chống cự lại. Thì thời gian gần đây thì cái không khí của nước Việt Nam mình hiện giờ thì nó lại là nó trời nó lạnh lạnh đi, thành thư là làm cho cái mấy cái con virus đó nó phát triển rất là mạnh. Thì nhóm mà theo dự kiến của trong sách vở thì cái đợt dịch thứ hai này nó sẽ trở lại không hay, mà nó sẽ mạnh mẽ không hay? Tôi xin trả lời gom chút xíu là nó cũng vẫn tiến bộ nó hoài. Việc làm của nó vẫn tiến bộ, con virus nó làm hoài. Là do lòng người tàn bạo gây nên. Nó mới có cái này, vì nó mới có cái chỗ mà trả lời, thật trời trả lời cho mình thấy là hiệu lực hay không. Nó, giờ tôi xin nói qua cái khát nước mà tôi lấy bài Để Chân Đất Bắc của Đức Thầy chứng minh. Chứng minh cho những người ác mà thầy đã chê mà mình còn ráng làm, cũng như ở Việt Nam mình trung ương đất Phật mà thầy đã chỉ đâu đâu tà đâu chánh và đâu hiền đâu hung mà mình cũng vẫn làm chứ không chịu làm theo lời của thầy nhiều, chỉ có một phần nào thôi. Đây tôi xin chỉ Bắc Kỳ Trung Quốc giáp ranh là mang cái ý nghĩa gì? Bài Để Chân Đất Bắc ha, Bắc Kỳ Trung Quốc giáp ranh sao không xem đó tu hành hiền lương, là có phải thầy biểu mình đừng có đi theo cái lối của Trung Quốc không? Đó, mà thầy cũng có nói trước cái câu đó thì thầy nói nè, hát tuồng Trung Quốc quá dài, còn nó Bắc Kỳ Trung Quốc giáp ranh thì biết rồi. Còn này thầy nói hát tuồng Trung Quốc quá dài, ta bèn bỏ bản, có hai câu là thầy chê Trung Quốc rồi, thằng này nó ác, ta bèn bỏ bản, mà cái bản gì, bản tà với tinh, tà là không xài mà tinh là tinh nhi hay hoặc là tinh yêu cũng được. Ta bèn bỏ bản. Mà thầy ra về đây miền Bắc thì dạy ai nói Để Chân Đất Bắc, phải dạy miền Bắc không? Chứ miền Nam thì thầy không có nói cái đó, mà miền Bắc thì nói vậy. Bắc Kỳ Trung Quốc giáp ranh, sao không tu xem đó tu hành hiền lương, cá không ăn muối cương là nói mình. Không nghe là dạy lâm đường trong gai mới hát tuồng Trung Quốc quá dài mới ta bèn bỏ bản. Bây giờ bỏ cái bản thuốc Trung Quốc là cái bản ác, cái bài ác. Thành ra thầy nói trước mà mấy ông không có nghe, mà đã là 90 năm đi gần tới rồi. Hát tuồng Trung Quốc quá dài ta bèn là thầy rõ, thầy biểu phải bỏ cái bản đi. Hát tuồng Trung Quốc quá dài ta bèn bỏ bản, hát bài tà kinh mà tôi nói từ mấy chục năm nay mà không có ông nào nghe đó nữa. Có hồi bệnh dịch tới giờ mấy ông còn hơi nghe hơi sợ. Ta bèn bỏ bản hát bài tà kinh, cả kêu lớn nhỏ đều huynh là phải thầy là gì xuống thế ở Việt Nam là trung ương không, mà thầy kêu gọi hết lời mà trung ương có nghe hết không? Kêu sao? Kêu lại hết rồi nè. Bớ dân cả kêu sao dân chúng hả? Dân chúng hỏi ơi là hết trơn nè. Sao không thức tỉnh là bị không chịu coi cái bài Để Chân Đất Bắc, hát thuần Trung Quốc quá dài tao bèn bỏ bản, hát bài tà tinh mà tao nói hoài mày, tao nói câu đó hoài mà không có nào nghe nó, tao dùng mấy thằng cha già xạo sao ai nghe. Hát bài tà tinh là cái bài chủ trương của Trung Quốc là tàn ác đức, không có thương dân mến nước, không có gì hết. Còn ta cũng có chút đỉnh, còn có mình đó là đúng cái bài đã bỏ nó tốt đi, mà mình cũng còn gì do dịnh dịnh hoài. Nói bây giờ cái bài tà tinh tới đây là đang Liên Xô nè, nó tôi đệm Liên Xô đây, là Liên Xô nó làm thỏa mãn nè, mà Liên Xô đó nó làm thỏa mãn mà không được nó đó, nó chơi nguyên tử. Sao tôi đoán tôi dám đoán nó chơi nguyên tử gì, nó chơi chế để làm gì? Thì bực ký nó quá, nó quất, mà nó quất lên quất vợ trái hai trái rồi thôi.
rồi chư thần cũng lợi bà không cho nó bấm nữa. Thì mày chứ chẳng bấm thì làm sao cho mày sẹo ngã ngang hết bấm. Rồi, chứ cái bài là tiêu diệt mà. À, cái bom nguyên tử như vậy là nó rất nguy hiểm rồi, nó có ảnh hưởng đến đến cái việc khí độc không vậy không? Ảnh hưởng khí độc. Bị nó nằm trong không khí, nó ảnh hưởng khí độc. Nghĩa là cậu hai có nói, nó cái chừng cái trái đó có mà mình còn nó trong lời vàng trong mộng á. Là cậu hai có nói cái đó là nó có gì nè. Cái mùi xương nó bay đi, cái khí độc đi nó vớt vô chỗ này chỗ kia đó. Mình đi ngang nó quét cũng bệnh hoạn nữa. Nhưng mà ông có lời nó quét không ngậm gì. Cậu hai có nói trong lời vàng trong mộng á. Chứ thầy đâu có nói cái đó, đó là nguyên tử đó. Là ám chỉ nghiêm nguyên tử. Ấy, ừ, mày về coi bài nạn nhân tạo binh đao độc đó, đó. Nạn yêu tinh bắt giặc loài người, nạn nhiều ác thú ra đời á. Ừ, mày về coi cho tao có coi qua quận thôi chứ tao không có coi bài đó nhiều. Dạ, rồi ông Trạng Trình có cho biết là chừng nào sao mọc biển đông, đông dương lố mọc, sao đông dương trời mọc sao rơi đầy đồng, cái câu đó mình ông hai có nhận thức được cái điều gì không hay? Chừng nào sao mọc biển đông cái đó biết không nổi. Không nổi ha. Bởi vì sao biển đông là chắc là người ta hỏi qua cái ông Trung Quốc này. Rồi, dạ. Chứ tôi không có nắm rành. Cái nào không nổi thì mình cho qua. Cho qua không nổi. Cho xin con hỏi thêm bốn cái câu này. Hỏi cái nào gặp phạm vi của thầy hay dạ, của dạ. Phạm vi của ông ba được. Ông ba cũng được, thầy cũng được, tôi biết tôi nói. Dạ, không biết cũng không nói được. Dạ, ông ba thì điềm ứng hữu lưỡng hình loạn trị. À, quả điềm này thình tị lãng tâm. Đúng. Điềm chúa khởi bên ông. Hoàng dâm ồ hoàng thiên dâm thình tị. Rồi ok. Rồi cái đó là phải có tự nhiên. Bị gì à, thình tị cái bị mất quay, cái quần không giận đấu ai ở chuồng là mà chạy chết chạy sống đó. Ồ vậy đó hả? Cái đó cũng ông ba mà. Thình tị sức lòng chiếu cố nữa. Giận thời mới cháu thố quán miêu. Thấy ông tiêu rồi, giờ ai mấy cha ông tu thấy ông tiêu à. Thấy ông tiêu mà tiêu mới lạ đó, chết chỗ đó đó. Cũng như thấy ăn bạc mà nhét ăn không được, thua. Nó giận thời mấy cháu thố, quán miêu cháu thố là cháu gì. Mà quán miêu là quán gì, mẹo tới nữa nè. Mẹo đó hết chồng bay dơ dẫn khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau. Nó cầu đó ăn vô chỗ đó đó. Lê dân trăm họ sáu sào là hết trơn rồi. Nó lã rời phụ tử máu đào mới nhược. Thương sức bắt cuồng tâm não quyết cứu đời dùng đạo phổ thông. Dạ là ý của ông ba là muốn cho biết là cái thời gian sau này nó sẽ xảy ra những cái việc ly kỳ lắm không? Có, ly kỳ là vì ông ba không có nói là như Đức Thầy nói. Bị Đức Thầy nói cho như là kích động mình ráng tu rồi mình mới mò. Tôi mới nói ủa sao thầy mới ra đời đâu mà. Qua năm giây đến lúc mùa hè thì có người hỏi rồi thì có trả lời là mà mấy câu đó mà thầy trả lời rồi. Trời hạ năm giây chưa mà nữa thì cái đó nó qua rồi. Nhưng mình ráng tu thì để nữa rồi mình không tu rồi mình khổ đó thì mình mới đón mấy cái câu sau của Đức Quỳnh Giáo Chủ thì nó thực tế chứ không có trọn vẹn y như của ông ba, nhưng phải lấy của ông ba chỉ vô của Đức Thầy đặng họ mới đủ tin. Dạ. Chứ không thôi họ không tin, bây giờ họ nói Phật Thầy là khác, còn Đức Quỳnh Giáo Chủ là khác mà khác thiệt, bị Quỳnh hàng lượng này cái họ đàn. Dạ. Thì đâu có nó giống được. Dạ thì cho con mấy con hỏi là hiện giờ thì xăng dầu cũng đã rất là ít người bán, cũng có một giống như là 50% bán 50% không, mà bán cũng có giới hạn thôi. Vậy rồi nhóm mà năm sau là cái trong năm mèo á, nhiều chỗ năm mèo như tơ gối cuồng, nó có phải là nó gối cuồng cái vụ xăng dầu này, hay là nó gối cuồng cái vụ dịch bệnh gì không ha? Bây giờ nó rối cuồng thì nó rối cuồng hết trơn, tất cả những gì mà nó có hình tướng ở thế gian là rối cuồng hết. Từ vật chất tinh thần gì cũng đều rối hết, có hết. Nó đi đến chỗ mà diệu quyền của Phật Pháp thì tướng cũng rối mà tâm cũng rối. Bị gì nằm trong cái phạm vi này nè. Nó không phải người ta khổ, mình cũng khổ theo. Người vui mình được vui luôn, người buồn mình cũng lị tuôn theo người. Thấy kẻ khóc mình cười đâu nở, làm người vui mà kẻ khổ. Làm mình vui kẻ khổ sao đành. Nên cho nhau được bình thanh giữa mình với kẻ an lành như nhau. Đó là Thượng Quân Thánh Đức. Dạ thì rất là hay. Xin hỏi ông hai là hỏi lại cái câu hỏi cũ là hiện bây giờ thì những người dân ở ngoài thành phố cho công nhân được cho nghỉ sớm, vậy tràn về và trong các tỉnh thành, vậy mình có thể là năm nay mình ăn Tết nhà như là thầy tiên tri ông hai, năm nay ăn Tết thật là nghèo không hai? Thì có thể đúng ăn Tết thật là nghèo, nhưng nghèo hơn các năm gần đây.
Bởi vì nó có biến cố xảy ra ở trong trên thế giới chứ không phải ở trong nước. Thành ra nó phải ảnh hưởng chung thì phải có nghèo hơn. Bây giờ thế giới nó giàu mà mình đây còn nghèo là tại vì mình thiếu kinh tế. Còn cái này là kể nghèo hết. Bây giờ nước này qua nước kia cũng đồ bạc cũng khó nè. Rồi người làm giờ đây cũng thất nghiệp ở Việt Nam nè. Rồi không phải nghèo sao? Bởi thầy mới nói với nghèo sắp đến bây giờ thì nó giờ tới rồi đó. Sắp đến bây giờ được mấy cháu làm gì được. Tôi đồng ý đấy. Dạ. Vậy là họ hiền được một ngày cũng quý nữa. Dạ, chứ dạ. Đừng nói tới một tháng hay một năm. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thì chúng cháu cũng xin cảm ơn chú Hai vừa qua đã chia sẻ những lời học pháp. Rất là hay cho bà con cùng nghe. Thì con cũng xin hỏi chú Hai một câu. Mấy chú mới cứ vậy khỏi. Tôi biết gì tôi nói, tôi không biết. Dạ. Nhắc ra quá thảm quá phiền. Bể khổ gần miệng mà chẳng chưa tu. Thấy không? Chú Hai là cái bể khổ gần miệng này có phải là những dịch bệnh thiên tai rồi những khi công nhân thất nghiệp. Nói chung mình làm gói cái sinh hoạt hàng ngày của con đó chú Hai. Phải là bể khổ gần miền chứ chú Hai. Dạ. Thì bây giờ thầy ra thầy cũng nói bể khổ gần miền, nhưng tới năm đó tháng đó nó có liền. Thì cái bệnh dịch này nó cũng có nói trước rồi mà nó chưa tới. Bây giờ nó tới cái mình đỡ không kịp đó. Là cũng như là nhắc ra thì quá thảm quá phiền, bị ta nghe người ta đâu có chịu. Mà bể khổ gần miền mà chẳng chịu tu là mình không bị không chịu tu cho nó bị trận dịch. Cả thế giới đều chịu chung. Nó rồi bây giờ có cái trận dịch này rồi. Rồi bây giờ có ông này đánh ông kia. Các thế giới kinh lương cựu tốt có chuẩn bị để chém giết giật giành với nhau. Không vì quyền lợi cá nhân không à. Nước nào cũng vì quyền lợi cá nhân rồi. Hỏi trên thầy nói nó có cho. Chỗ nào là gọi không có. Mà bây giờ chỗ có trước chỗ có sau là cũng phải tới. Cái ngày kết thúc là phải tới một lượt một. Ngày tới lượt một là nó bắt đầu phải từ năm tỵ cho đến tới năm mùi. Rồi năm mùi á là đời nay phải xét tới xem đuôi chừng gặp tuổi mùi là năm mùi đó. Phá tánh biết thân. Cho nên lúc đó thì người ta chết đủ thứ bị nó dồn dập, nạn tai dồn dập, xóm làng còn chi. Nó dồn dập lớp bị bệnh này bệnh nọ là lớp bị chiến tranh. Thành ra dồn dập thì chết thay thôi mà chôn không kịp nữa. Bởi vì thương ba năm không chờ nhóm chiều là ông ba ông báo trước nữa là nó có. Là kể từ nào? Thương ba năm là ông quy kỳ từ năm mùi cho đến năm dậu. Không ai trông hết. Nhà không người ở. Ruộng bỏ hoang mà lại nước không có mà uống. Tôi hỏi gì chứ? 10 người mà chết hết 9 người rồi. Ha, rồi còn có người nhóm chôn 9 người đó nổi không? Mà chôn nổi không? Vậy là nói phức vậy. Nói cho nó dễ nhận đó. Bởi ổng tôi có nói gì mà bó trời. Tôi nói thương ba năm không chở nhóm chiều, nhà không người ở, niệm nhiều năm mô. Còn niệm gì nữa, còn tu gì nữa. Chỗ nào đâu tu, chỗ nào đâu niệm. Lúc đó là chết với lại người sống là cũng hồn bay phách tán hay nè. Tôi nhờ Phật dưới cam lồ chứ cũng hồn bay phách tán nè. Thương ba năm không chở nhóm chiều, nhà không người ở, niệm nhiều năm mô. Thay không lấp mà để phơi khô đó. Không nước mà uống năm mô, chỗ nào còn đâu nước đâu uống. Bởi vì cái câu thầy nói ở trong cái bài mà là vía màu bí mật, thầy nói tầng ban hậu hạnh tiên diêu động là nó khởi động trước ở Việt Nam mình. Rồi bắt đầu thế giới nó mới tới. Là tầng ban hậu hạnh tiên diêu động, rồi Nam Quốc lương dân mới kiến lên xa là thấy cái chết của cái mặt trận giữa miên với lại mình này. Hai bên ngàn với nhau nè. Chỗ văn giáo máu văn thay phơi ngọn cỏ là cái gì biết không? Vô căn là không có căn duyên với Phật trời. Đi dĩ phải rồi. Dạ. Dạ thì xin cảm ơn hai. Xin hỏi một câu hỏi cuối cùng đó là hiện bây giờ trên mạng cộng đồng nó đang xôn xao về cái vụ mà bé Ngọc thì mất tích khoảng 15 ngày nay, 16 ngày nay rồi. Bé Ngọc là cái gì ở trên... Bé Ngọc là một đứa bé 8 tuổi mà bị chết nước mà tìm không được cái xác. Và hiện giờ thì người ta có cái chương trình giống như là để cái cặp dịch. Lặng để đi cập dịch đi đến đâu thì mình sẽ biết cái chỗ đó là vị trí của bé Ngọc. Vậy là có đúng hay theo sách vở không? Hay là cái đó là đã mê tín gì đâu? Nếu mà bé Ngọc nó quý thì là mình đang quý mà mình gặp được cái xác thì cũng là thân tứ đại, cái gì đâu gọi quý. Quý là còn cái xác với cái thân này mới gọi là quý. Còn bây giờ còn cái linh hồn là nó quý thì nó còn quý, còn cái xác thôi. Có hay có, không có, cái đó cũng không gọi là quý. À, có nghĩa là mất, hiện giờ là đã mất cái xác rồi. Mất bây giờ cần kiếm mà không có thôi, cũng có tặng nhân lực mà không có thôi. Ừ. Không có gì quý. Nhưng mà người ta dùng cái cặp dịch để người ta đi kiếm á. Cặp dịch là để dựa vào chỗ nào thầy có nói không? Dạ. Bởi vậy mới hỏi ông hai là... Không, đúng là sao? Không được.
bây giờ tôi cái người đáng quý tôi kiếm gì tôi chôn tặng cho nó vui lòng dòng ngõ tổ tiên là rồi bổn phận của mình, mà giờ kiếm hoài không có tặng nhân lực mới chi trên mạng thì bây giờ khỏi có nói đi nữa, giờ để lo cái việc cái dân chúng là khổ nè, lo tu nè. Yeah, yeah. Cái đó là cập dịch nó làm gì, cập dịch nó là nó đắc quả không hay là dịch gì mà đi làm cái đó đằng mình nó chỉ đường mình. Vậy nếu chưa tao lạng lạc thì cái đó được, đằng nó chỉ đường mình đi được, còn lạng lạc rồi thì đang lúc này cầu gì thiện tính tới đây chớ ngã lòng, sát cần mê mệt nổi lông đông, cậu cô chú bác đừng coi bói theo lối bạc đa vị đan tốn bạc đồng lối bà vị đan rồi đủ thứ tốn tiền đó hết, bạc đồng chẳng dụng dụng chân không, quyết chí nâng niu giống lạc hồng đây nè, tìm tỏi đạo màu trong Phật pháp nè, cho đời hiểu rõ lý chân không, sao còn đi kiếm cái gì nữa, còn coi bói làm gì nữa, còn định giờ định khắc cái gì nữa, cái đây đó Phật trời định, ông ráng tu đi. Dạ nhưng mà theo cái khoa học thì 14 ngày một đứa con nít chết xuống sông thì nó đã mất tiêu rồi hả ông? Thì nó mất thì nó thì vài dạ, bữa nó nổi, mà nó không nổi thì nó bị gài dưới rồi hay làm sao đó. Gã sát ra không? Ha, 14 ngày rồi. Chưa đã, nhưng mà 14 ngày không đã, quá nó bị gài dưới cái đó. Nhưng sông ai có biết chứ. Rồi đi ông cầu khẳng đây này phải dị đan. Không có gì hết. Còn con cháu ông phải ráng ông kiếm ông làm đủ phương để ông đem về ông chôn cái tội nghiệp cháu mình. Thì cái đó sẽ gian làm gì làm. Còn nó việc sắp tới thậu quá không có cái đó. Dạ, chú Hai ơi, thì chú cho con hỏi chẳng hạn như mà đứa bé mà chết sớm như vậy đó chú Hai, thì cái con đường cái bé đi linh hồn sẽ đi về đâu chú Hai? Như là nếu người này cô bé này mà 6 7 tuổi, 10 tuổi trở lại đi. Chưa biết tranh lợi gì mà lo tu thì mất chết không có mất. Xác thiên mất hồn thiên chẳng mất. Rồi xác mất tại nó, cái xác là cái tạm giả. Cũng như tôi giờ tôi còn sống luôn nói với mấy chú đây với đất nữa thì tôi chết rồi, thì cái đó nó còn đó chứ mất hồn nào. Cái tiếng tốt tôi cũng còn đó chứ mắc nào mà tôi xấu tôi làm bậy làm bạ tu hành lợi dụng đủ thế hoặc làm như việc quấy thì tôi chết rồi cũng vẫn còn, còn cái đó mắc cái xác này có gì đâu mà lo, nhưng mà mình không thể hủy hoại và coi cha mẹ hay là tổ cụ đẻ, cái đó cũng gọi là mê tín. Dạ vậy bây giờ làm sao mình cứu được linh hồn người mất hay người chết? Linh hồn thì bây giờ mình cũng có cầu ăn cầu cúng nguyện hàng ngày, là có giờ nào không cúng không, mà mình có giờ nào không nguyện không, đó là đủ hết trơn, trong bài nguyện của mình là đủ hết. Đây nào ông cầu cho Phật Dương tái thế là Nam Mô Nhất Nguyện, cầu cho Thiên Hoàng là cái gì, phải sửa sang lập hội Luân Hoa không, Địa Hoàng phải sửa sang hội Luân Hoa, rồi mới Nhân Hoàng phải sửa sang hội Luân Hoa không đó. Rồi Liên Hoa Hải Hội là phải từ ở bên Liên Thiên Trúc Tây Thiên Trúc của bển xuống đây Liên Hoa Hải Hội rồi mới làm gì nữa, Liên Hoa Hải Hội thượng Phật mới từ bi là ai, ông Phật mà ông Phật thượng, tôi nói ông A Di Đà là Phật thượng, cái mấy người đó nói tôi nói thật, tôi nói Phật thì đồng Phật ai cũng Phật hết, cũng như chúng sanh ai cũng chúng sanh hết, chứ chưa có cha nào Phật, chừng nào cha đó Phật thì mới khác, rồi thượng Phật thì Phật đồng Phật đành, nhưng mà có Phật lớn Phật nhỏ, cũng như chúng sanh sao có ông làm tỉnh trưởng làm quốc trưởng, còn ông làm hiền dân mà cũng không rồi, cái đó cái tiếng chung thượng Phật từ bi. Thì Phật nào đây xuống đây là tôi chỉ A Di Đà, mấy cũng không chịu. Tôi nói A Di Đà là Phật lớn nhất. Ông Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc. Không có cặn bã xã hội mà ô trượt như mình đây. Mà ông Thích Ca Mâu Ni, ông sống dưới cái cảnh này. Ông làm giáo chủ cảnh này. Thì ông phải lo tròn. Rồi tới đại hội tới đây phải A Di Đà xuống lo. Thì giờ phải thương Phật từ bi, không phải được thương Phật từ bi rồi cái ai là nữa. Phải minh dương độ chúng, trị chúng nữa. Vậy là đúng rồi, hết từ tới mình nè, tu nè, rồi Nam Mô Nhị Nguyện là câu nguyện thứ hai nè, cầu cho cửu quyền thất tổ là tịnh độ siêu sanh là đủ hết rồi, chứ còn cửu quyền tôi riêng, cửu quyền ông riêng thì nói đó nói gì vậy, cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh này ai cũng là cửu quyền chung hết trơn rồi, thì ông cũng giấy cửu quyền, tôi cũng giấy cửu quyền, mà giấy cửu quyền chứ cửu quyền riêng, cửu quyền riêng, cửu quyền là biết như chỗ để mà chỉ chứng minh một cái lư hương, một cái nhang thì đủ rồi. Dạ chú Hai ơi, thì dạ, trước khi kết thúc cái đời hôm nay thì con xin hỏi chú Hai câu cuối cùng của chú Hai. Cứ hỏi tôi biết nói sao. Dạ, bà con cũng rất là thích tu hành, nhưng mà sợ tu hành rồi nếu chẳng hạn như là cả dưới Việt Nam mình tu hết đó chú Hai. Thì không có ai làm hết trơn rồi, đối sao chú Hai? Chú Hai chia sẻ với bà con. Sao chơi cái vụ đói này hả? Dạ. Không ai làm rồi đói hả? Dạ. Sợ tu hết rồi bắt đầu không ai làm gì. Ơi nói cô đó là phàm quá rồi không có được. Tài ơi đâu ai mà tu hết tù nào. Bây giờ ông nói hết đi chứ, ông nói hết chừng 100 lần đi nữa cũng không hết nữa. Người tu người không, bây giờ có người cũng gần bên tôi cũng lo làm giàu, có tin nào. Rồi người đó người ta lại để làm gì?
người ta để chứng minh cho mình đó, người ta cũng là một nhân vật để chứng minh cho mình làm. Nó rồi mình làm mình dựa vào có những người đó, đó ta để lại đó mình hưởng. Tới đâu không phải nói gì ai, chừng nào ai mà có tu hết rồi nào, đất nước nào tu hết đâu. Dạ, thì cũng kết thúc chương trình, trên ông hai cũng gửi gắm một hai đôi điều đến bà con khán giả trên cộng đồng mạng. Thôi giờ tôi cũng có đôi lời sau cùng để khuyên với anh em đồng đạo bốn phương. Nếu nhận được cái lời nói của tôi nói đây á, thì anh em á, tin tưởng thì ráng cố gắng lo mà tu hiền là Phật Pháp lo, ráng lo đi, phải tin 100%. Là tôi xin nhắn một câu là phải 100% tới, bị gì trên văn tự của thầy và của Phật thầy. Và cái ngày mà kết thúc thầy cũng có nói, thầy nói cúi thân dậu y như thượng cổ, mà anh em nhớ mà hết thân với dậu là tới cái gì, phải tức thời không? Mà thầy đã nói tức thời nhị niên giai tiền định mà quần lai thượng cổ mới bình yên, thì như vậy là hết cái con giáp này, là con giáp 12 ngày là nó đến tức hợi là hết trơn rồi. Tức là gì? Canh tức. Hợi là gì? Tân hợi. Rồi rồi tới qua cái ông giáp khác là tí lợi nữa. Thì cái đó là tạo quá tới đó sắp sao tôi chưa biết. Còn cái này thầy có sắp đi lịch rồi có nói rồi, là đây cho tới là hết con giáp này là dựng 12 mai rủi ngay, hay là thang 12 đất khó biết âu, từ tí chí hợi mà biết đâu mai chiều. Giận con hư mẹ lại đánh liều, qua năm giáp tí mới như kiều quá long. Thì chừng cái quá long đây, cái đó để tới tôi không biết, mà tôi chỉ biết trong con giáp 12 này thôi, thang 12 nấc hoặc là dựng 12 mai rủi mới hay, hoặc là một cái nải chuối là 12 trái mà thầy đố đó nữa cũng là 12 nữa, ám chỉ vậy đó. Nhưng mà về số gì nó chưa sổ, nhưng mà có thể như sổ rồi đó, mình nói nó mới dễ nói. Thang 12 nấc, còn chỗ đố ăn được 12 trái chuối và cui mà cái bà gì ăn được 12 trái là ý ám chỉ cái gì? Hay ám chỉ ngay cái canh tí không? Canh niên mới tàn phá, mới tức hợi mới phục sinh. Rồi nhị ngủ như bình là sao ông chặn nó trước đó. Mà trong Bửu Sơn Kỳ Hương và của Đức Thầy để có hết trơn, có mấy ngày đó hết. Canh niên là tức là năm canh tí rồi nè, nó khởi ra bệnh nè, rồi từ từng tới tức hợi mà phục sinh là tức là qua năm canh tức là 10 năm. Mà trong 10 năm dựng nghiệp minh đình, biển hồ lai láng nó mặc tình cá đua. Kính thưa huynh Tám Hiếp ở Ba Chi, thì hôm nay để nhận nhiệm vụ của huynh, thì đợt trước thì Lao Phú đã gửi cho ông hai tiền của huynh đã công bố lên rồi, thì sau đó là đến Quốc Tạo gửi cho ông hai 500.000 của dạ con xin gửi cho ông hai là huynh Trung Hiếu Ba Chi ở Bến Tre. Ông hai cũng có đôi điều để cảm ơn các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật. Kính Phật. Kính thưa quý vị đồng đạo bốn phương, mà nói chung nói riêng là đồng đạo Trung Hiếu Ba Chi, cũng nhờ cái sự hướng dẫn của đồng đạo đó cho nên mới được biết qua chú Tám, tên gì cũng không nhớ, tên là Hiếu luôn đó, tên cũng là Tám Hiếu. Nhưng mà trước tôi cũng mới nhận không biết bữa nào đây nè, là Quốc Tạo có đưa thì tôi cũng nhận rồi, bữa nay mà cho thêm nữa thì cái tinh thần Phật Pháp này quá cao siêu mới mạnh dạng như vậy, chứ tôi cũng thật sự nhận được cái quà của các giới ở cấp nơi mà già mà lo cho tôi á, thì tôi phải ráng làm sao đi cho nó đúng và nó chân chính và nó không bị lùi. Vậy là quý vị không phải về vật chất mà làm cho tôi nung đúc được tinh thần là tôi mang ơn lắm. Chứ nếu mà tôi nhận được vật chất mà tinh thần tôi không có thì chắc tôi cũng không biết nói chi hết. Vậy là quý vị nhận lời này, đây là sự thật của tôi để đáp bằng từ lại cái câu nói của Tâm Hiếu với những anh em trên mạng này nè.
thì chung lo giúp đỡ cho tôi rất cảm ơn chung hết. Dạ, rồi, Nam Mô A Di Đà Phật.